Cổ nhân xưa có câu, thập nhân cửu trĩ, tức trong 10 người thì có 9 người mắc bệnh trĩ. Thống kê của Hội Hậu Môn Trực Tràng Học Việt Nam cũng cho thấy hiện có từ 35 đến 50% người trưởng thành ở nước ta đang phải sống chung hàng ngày với căn bệnh này. Bệnh trĩ là bệnh lý thường gặp nhất của vùng hậu môn trực tràng. Đó là tình trạng các đám rối tĩnh mạch của vùng này bị giãn và sưng phồng lên tạo thành. Trĩ thường gây ra các triệu chứng như chảy máu, đau ngứa, rát, khó chịu, sa búi trĩ và các biến chứng khác. Hậu quả là làm giảm chất lượng cuộc sống, giao tiếp xã hội và năng suất lao động của bệnh nhân. Những đối tượng sau rất dễ mắc trĩ: phụ nữ có thai, người có yếu tố di truyền, ít vận động, có chế độ ăn uống không lành mạnh, táo bón kéo dài, lao động nặng nhọc, quan hệ tình dục qua hậu môn và thừa cân. Repahead, với sự phối hợp độc đáo của các thành phần trong công thức chứa Sugren Fat, chiết xuất lá cây phỉ, cúc sushi và cúc la mã. Được bào chế dưới hai dạng, viên đạn đặt trực tràng và mở toa trực tràng. Sẽ nhanh chóng làm giảm các triệu chứng của trĩ nhờ tác dụng bao phủ và bảo vệ lớp biểu bì, giảm viêm, ngứa, tái tạo, nhanh lành vết thương, giảm khô và nguy cơ nứt hậu môn khi đại tiện. Repahead, giải pháp thiên nhiên từ Hungary với công thức thành phần độc đáo, chất lượng sản phẩm cao từ nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016, an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tiện dùng với hai dạng bào chế mở thoa và viên đạn đặt trực tràng. Xin đọc kỹ hướng dẫn sản phẩm trước khi sử dụng. Repahead, giải pháp thiên nhiên từ Hungary giúp cải thiện nhanh chóng các triệu chứng và biến chứng của trĩ.